Hôm qua em lỡ cắn môi gọi là chảy bét bét máu mọi người ạ. Lỡ cắn môi chảy bét bét máu. Bảo sao lúc con đang ngồi ở ngoài này chơi, mẹ tự nhiên hét lên. Đau lắm. Đau lắm. Mẹ ạ. Mạnh lắm. Mẹ ạ, nhạnh lắm. Con mở bé đi, mở bé ra ngoài đi. Hello mọi người, xin chào mọi người. Hôm qua em bôi sake. Hôm nay sẽ lau đi mọi người ạ. Hôm nay sẽ lau lớp sake đi. Sake trị mụn. Vừa mới ngủ dậy đấy mọi người ạ. Dạ này giờ giấc nó bị gì à? Đây. Đây cho mọi người nhìn. Sau khi lau một lớp sake đi thì da mặt nó sẽ như thế này. Bởi vì cái cốt rượu sake đấy nó là màu đen. Nhưng mà bôi cái này da cực kỳ là đẹp luôn. Xe khít lỗ chân lông. Đây. Nước sake nó màu đen nâu. Nên là mình lau đi nó sẽ cũng sẽ có màu đen nâu. Một bông nữa. Sạch rồi. Mọi người nhá, lúc nào mọi người phải làm vệ sinh sạch hai bên cánh mũi cho em, thề luôn. Mọi người hôm nào mọi người thử rửa sạch tay xong mọi người quệt thật mạnh ở đây đi, thề mọi người mà ngồi chắc mọi người ngất luôn. Ngất luôn. Bởi vì sao? Ở hai bên cánh mũi này của mình tích tụ rất là nhiều những cái bã nhờn rồi những cái nhân mụn hai bên này này nhiều lắm. Nhiều lắm mọi người ạ, nên là lúc nào cũng phải làm sạch hai bên này, không thì nó hôi lắm mít thề. Hôi cực kỳ luôn ý. Có nhiều bạn nói chung là hai cái bên đấy là hai cái bên mà nó kẽ mà, nó là kẽ mà, với cả nó lỗ chân lông nó dễ bị bẩn vào ấy, nên là hai bên đấy mà mọi người không làm sạch thì nó sẽ rất dễ thành ổ mụn ở hai bên này. Hai bên cánh mũi mọi người ạ. Xong. Ôi. Nguyên một đêm quấn và bôi. Nó gọi là bây giờ đến bây giờ người em vẫn đầy mồ hôi luôn. Đến bây giờ vẫn rất nhiều mồ hôi ở tay và ở bụng luôn. Da đẹp của em cảm ơn nhiều nha. Thật sự. Không biết mọi người ngủ, bây giờ mọi người có ngủ điều hòa không mọi người? Em là bây giờ em toàn ngủ quạt thôi à? Nên là nó càng chảy nhiều mồ hôi, mà quạt không phải là em chĩa thẳng vào người đâu, em chỉ chĩa xuống chân thôi. Thật sự. Chỉ chĩa quạt xuống chân thôi. Con thì chĩa quạt vào đầu. Ồ, con toàn chĩa thẳng vào đầu ấy, mẹ sợ ơi sợ. Mọi người mà cứ chăm quấn đêm đi ngủ như em thì nó nhanh xuống cm kinh khủng khiếp luôn. Nóng lắm ý. Nó đang toát bé bét đây. Mọi người mà cứ chăm quấn tan mỡ đi ngủ như em á, nó xuống nhanh cực. Em bây giờ không thể ngủ nổi điều hòa nữa. Đai sau đó muốn đổi sai có được đổi không tình yêu? Không tình yêu ạ. Tại vì tình yêu mặc rồi mà. Đổi cho ai bây giờ? Tình yêu mặc rồi mà. Như Vi Anh ấy, Vi Anh xuống sai là Vi Anh phải mua luôn cái mới đó. Không biết đổi cho ai bây giờ. Cái này nó không có thay cái gì cả đâu ấy. Nó không có cái thay đâu ấy. Nóng quá. Toát ướt hết mồ hôi. À, chị ơi, dán sứ vernier nó còn tùy loại sứ nữa em yêu ạ. Nó có sứ đắt, sứ rẻ. Nó có sứ cao cấp. Và nó có sứ thường. Nên là rất là nhiều loại luôn. Bây giờ mà riêng sứ vernier có phải là có 5-7 loại rồi. Đắt
đắt nhất đang là sứ kim cương non nha em yêu. Chăm như con ong ấy, tớ chăm lắm bạn yêu ạ. Đây này, tay đang ướt sũng mọi người ạ, phải quạt một lúc cho nó khô, không nó dính hết vào áo. Ồ, chị quấn cả đêm luôn em yêu ạ. Chị thấy là quấn đêm là ok nhất. Mẹ ơi, quấn đêm là quấn cả đêm ngủ. Mẹ còn ho cơ. Mẹ ho à? Đấy, mẹ lạnh mà, tôi đi cứ bật điều hòa mát thôi là mát. Hello bạn yêu. Hello bạn yêu. Chào bạn yêu thương. Bạn yêu ăn gì chưa? Nên dán sứ hay bọc sứ? Chị nhớ nên bọc sứ em yêu. Dán sứ thì nó sẽ rất là hay bị rụng. Nó sẽ hay bị rụng ra rụng vào. Nói chung bên nào nó cũng, chị nói thẳng là bên nào nó cũng sẽ cam kết với em là không rụng không riếc, nếu mà rụng thì bảo hành. Thế nhưng mà mất tốn cái thời gian của em thôi à. Bởi vì là cứ thi thoảng nó lại đi bọc lại thì nó khá là mệt. Thi thoảng thôi chứ nó cũng không phải là nhiều quá, nhưng mà chắc chắn là cái việc là dụng tiếp thì nó cũng sẽ có. Đấy là chị nói thẳng. Chị không thì chị cũng sẽ bảo với em là cứ dán sứ đi, dù gì dán sứ chị vẫn được tiền mà. Mê mẩn cái làn da, cảm ơn tình yêu. Sứ kim cương non là sứ kim cương là 18 triệu một chiếc, đang là loại sứ đắt nhất nha tình yêu. Ướt quá trời. Mê mẩn cái làn da, cảm ơn yêu. Hôm nào hết dịch tớ muốn lên làm mấy cái răng hàm ý bạn. Lên đi bạn yêu ơi, lên đây làm đi. Qua tớ làm cho. Được mở lại rồi mà, nha khoa mở lại rồi mà. Tớ vẫn lười, tớ chưa lên ý. Nha khoa mở từ mấy hôm trước rồi. Tớ vẫn ăn cơm rồi, tớ đang chuẩn bị ăn bạn yêu ạ. Hôm nay tớ ngủ dậy muộn quá. Đang ướt hết cả tay vì chảy tan mỡ bạn yêu ạ. Bạn yêu thấy tớ có càng ngày càng gầy không? Khác hẳn so với cái đợt mà gọi là ăn chơi phè phỡn ở dưới đấy. Ăn thì lắm, nhậu thì toàn nhậu đêm nhỉ bạn yêu nhỉ? Khiếp. Béo như một con lợn. Mượn quần áo bạn yêu mà không vừa đây. Tí rách. Càng ngày càng ngon đấy, càng ngày càng ngon. Càng ngày càng ngon. Ngày nào cũng quấn như thế này, chăm như thế này mà không ngon mới phí đấy mọi người ạ. Không ngon thì thôi đấy. Không ngon là giận liền. Con dụ người ta. Ngày nào cũng chăm như này. Quấn ra quấn vào. Quấn đi quấn lại. Tớ muốn xuống Hải Phòng các bạn yêu ạ. Mới bao giờ được tiêm mũi 2? Mọi người ơi, mọi người có biết gì về tiêm phòng không? Em thấy bảo là tiêm cái Astra ấy là sẽ rất khó được đi nhiều nước đúng không? Bởi vì là có những nước họ không đồng ý cái Astra đúng không? Đấy, sau một đêm ngủ dậy. Ôi, ướt sũng này mọi người này. Một đêm ngủ dậy. Bạn yêu đã tiêm chưa? Hải Phòng giải phóng rồi. Bạn yêu được 3 bọt các thứ đã mở chưa bạn yêu? Đúng quá à. Súng lưng. Súng lưng, súng bụng. Cắt rồi. Sáng nào cũng bóc chăm như thế này, bôi bóc ướt sũng cả ni lông luôn, ướt cực mọi người ạ. Cho mọi người xem, mọi người có nhìn thấy giọt nước không nhá, có nhìn thấy giọt nước không đây này, từng giọt luôn ý mọi người ơi. Bạn yêu, bạn nhìn nó xem có thấy giọt nước không. Ôi dồi ôi, nhiều nước chưa? Mọi người nghĩ sao khi nguyên một đêm
nó chảy nhiều mồ hôi như thế này thì bụng sáng dậy nó có ngon không hả mọi người? Bụng sáng dậy nó là ngon đỉnh luôn ý. Bụng sáng dậy nó là ngon đỉnh luôn ý. Đỉnh chóp luôn, ngon đỉnh chóp luôn. Quấn cả đi ngủ được yêu ạ. Chị ấy quấn đi ngủ lắm. Mình đi ngủ là lúc mà chị thấy là lâu nhất. Công nhận Tony nói đúng, lâu nhất. Và mình ngủ một giấc vèo cái đã đến sáng rồi. Còn đâu là trong lúc đấy là nó vẫn cứ là chảy mồ hôi. Ai mà thức qua đêm ấy thì sẽ thấy lâu. Lần nào bôi xong bóp ra em cũng xem nước ở ni lông. Ni lông kiểu bị, chị cũng thấy đấy. Chị lần nào chị xem, chị bóc ra xong chị cũng xem nước ở ni lông, xong rồi là sờ vào ni lông xem nó có ướt không, xong sờ vào bụng ngoài xem nó có ướt không em yêu ạ. Nó cứ như kiểu một cái nó như kiểu một cái thói quen ấy. Như kiểu một cái thói quen ấy. Để mình ngày nào mình cũng phải nhìn thấy một đoạn nước. Càng ngày càng xinh quá bạn ơi, cảm ơn tình yêu rất nhiều nhá. Tớ vừa ngủ dậy đấy, đang mặt đang ngáo ngơ lắm cơ. Cho bụng khô mới dám bỏ áo xuống mọi người ạ. Em ngóng đai nhìn đai nịt mà chưa thấy nam anh. Em yêu ơi, em đặt hôm nào đó. Em yêu, em đặt hôm nào đấy. Em đặt đai nịt hôm nào đấy. Quạt mãi cho khô này. Này chính ra nhá, quấn tan mỡ xong, mỗi lần quấn tan mỡ xong cứ phải đứng quạt như này mọi người ạ. Thì không khác gì mình đang tập thể dục đâu. Mình đang tập thể dục tay đâu mọi người ạ. Em thích nó khô kiểu như này chứ em không thích nó khô kiểu mình lau vào khăn đâu. Thích nó khô kiểu như này cơ. Eo con kiến. Eo mà bé như con kiến thì đúng bằng sợ một sợi chỉ à. Vì anh bao nhiêu cân? Bây giờ tớ đang 48 cân rồi tình yêu ạ. Sắp xuống 47 rồi, 48,8 rồi mọi người. Sắp xuống 47 rồi nhưng mà nhìn tớ thế thôi. Tớ mà ăn một bữa xả mồm nhá, tớ lên luôn 2 cân. Thề. Ăn một bữa xả mồm tớ lên luôn 2 cân. Nhìn cái bụng bụng này thích quá à. Cho nó khô. 22 tháng 9 à? 22 tháng 9 thì chắc là phải hai à, có đai không? À nịt đúng không? 22 tháng 9 thì tầm 25 tháng 9 là nịt về, xong rồi tầm 26 tháng 9 là gửi em yêu ạ. Hôm nay thế là hôm qua gửi đấy em yêu. Không xương xinh như này mà trước để béo thật. À chị cái lúc đấy cơn béo nó ập lên không ập đến không ai biết được luôn. Không ai biết được luôn. Chứ ngày xưa là lúc mà hồi con gái là bụng Vi Anh cũng ok mà hay mặc crop top lắm, nhưng mà thật ra là cũng có lúc béo lúc không. Có những lúc mà nó béo lắm. Tớ cao 1m68 tình yêu ạ. Tớ cao 1m68 thiếu đúng 2 phân nữa là 70 tròn. Mẹ nhờ. Thiếu đúng 2 phân nữa, biết thế ngày xưa uống chịu uống thêm mấy cái sữa mà cao lớn, thông minh, khỏe mạnh. Nhưng mà mèo mới là đồ uống sữa nhiều nhá, mẹ công nhận không? Mà nó lại lùn hơn con. Mèo á, còn chịu khó ăn cả sữa ngoài, sữa mẹ từ hồi mới đẻ luôn. Thế mà lại lùn hơn thỏ. Thỏ không chịu ăn sữa một chút nào mà thỏ lại cao, dị thật. Nhỏ mẹ nhỏ, con xương của con giống ba. Vì anh lúc nào cũng không ăn sữa nhá. Đấy là em ăn sữa thì danh xương của em giống mẹ, như là kể cả từ ngón chân. Thế nhưng mà vì là mà lại không cao. Thì danh thì cao hơn mẹ đấy. Ngày xưa mèo lúc nào cũng phải một bình sữa. Rồi là không kể cả lớn lên nhá. Là mèo cũng phải 5-6 tuổi vẫn mẹ ơi chúa, mẹ ơi chúa. Mà kể cả lớn lên nó vẫn cứ suốt ngày uống sữa bột với cả ăn sữa bột. Có hôm vật sữa quá nó phải lấy sữa Ensure nó uống. Thế mà nó lại lùn mọi người ạ. Cuộc đời đúng không biết đâu bất ngờ. Thế
Tình yêu em bé rồi. Ừ, bụng tớ cũng không bị bèo nhèo, cũng không bị da nhăn đâu mọi người ạ. À, từ kể cả là từ lúc mà bụng tớ béo ấy thì da nó cũng vẫn căng mà. Không hiểu sao may từ lúc bụng tớ béo từ lúc bụng béo thì nó cũng chỉ to thôi, chứ nó không kiểu bị nhăn nheo đâu. Hôm qua xem hình ảnh đẻ xong của Hòa Minzy mà thề thấy khổ vãi, nhăn nheo các thứ nó trai cái gì à? Vâng, bụng Hòa Minh Di. Mẹ có uống sữa, mẹ uống sữa hấp với lại. Tại vì khung xương của chị cũng bé đẹp sẵn rồi đấy chị ạ. Có người khung to nên nhìn cũng to béo hơn không? Chị khung xương của chị không phải là bé đâu em ạ. Chị mà một khi chị đã béo là chị to vãi cả nho luôn ý. Tay chị to lắm. Để cho mọi người xem nhá. Đây mọi người nhìn cái đoạn này là mọi người biết xương của Vi Anh to này. Mọi người thấy đoạn này không? Đây, to chưa? Xương rất là to. Đây này, cái khung này, mọi người nhìn cái đoạn này là mọi người biết to rồi đúng không? To như này không à? Này, xương to cực. Không có thịt đâu, bây giờ không có thịt nữa rồi. Nhưng mà xương khung to. Set mặc á, set ngủ này á, thì yêu set đồ ngủ này tớ không bán yêu ạ. Set đồ ngủ này tớ mua của Facebook Nguyễn Phan Ngọc Diệp không giấu. Tên trong ngoặc là vịt y dài tình yêu ạ. Chị ơi, dùng bao nhiêu lọ là nhỏ bụng ạ? Em yêu ơi, cứ một lọ là đã xuống cm rồi nhá. Còn tùy thuộc vào bụng của em bây giờ đang size số bao nhiêu nữa. Thì em muốn giảm bao nhiêu cm để có thể nhỏ bụng được. Thì bây giờ mình cứ cho một cái số đo chuẩn là 60 hoặc là 58 là chuẩn đi. Thì bụng em đang bao nhiêu em trừ đi bấy nhiêu số. Xong rồi là biết được là mình cần phải giảm bao nhiêu cm đúng không? Thì mình mới bắt đầu nhân bản lên. À, mình bắt đầu nhân lên được là tầm dùng bao nhiêu lọ là mình có thể giảm được cái số đấy đúng không nào? Chứ bây giờ chị mỗi người một bụng một to khác nhau. Có người 85, có người 75, có người 78. Thế nên là không thể nào khẳng định được ai cũng giống ai cả. Đấy là chị nói thiệt. Và cũng có người dùng 2 ngày thôi đã xuống cm rồi, nhưng có người phải dùng 4 ngày mới xuống cm cơ. Thế nên là em hãy test 1 tuần. Em hãy dùng 1 tuần. Và sau đấy là trước khi mà dùng á thì em đo cái số đo hiện tại của em, em ghi vào giấy. Sau đấy là em 1 tuần sau em đo lại để em xem em giảm được bao nhiêu cm. Sau đấy em nhân số ngày lên. Nhân số ngày lên thì em sẽ biết được là bao nhiêu ngày thì em sẽ đạt được cái con số đấy. Đúng thế. Mẹ Thỏ nói đúng 100% luôn. Một lọ là 350 nha tình yêu. Một lọ 350 nha tình yêu. Tặng một quần tỏa nhiệt. Và một dây đo nhá. Một dây đo nha tình yêu. Thật sự là nhờ siết eo bằng cái đai này mà bây giờ bụng của mình nó đẹp. Thế là sắp tròn một năm dùng tan mỡ rồi đấy mọi người ạ. Tí nữa Vi Anh sẽ tìm lại cái ảnh được mùa đông eo của Vi Anh bé cho mọi người xem. Không, mọi người lại cứ tưởng là bây giờ eo của Vi Anh mới bé, nhưng mà Vi Anh đã dùng tan mỡ cách đây rất là lâu rồi, và hồi đấy eo nó cũng đã rất là nhỏ, rất là xinh rồi. Bây giờ nó chỉ có nhỏ hơn thôi. Nói chung là bây giờ chỉ thỉnh thoảng dùng nhắc lại thôi. Chị Thỏ ngày càng xinh, cảm ơn em yêu. Mặt đang ngáo ngơ vừa ngủ dậy đấy em yêu ạ. Thế 75 cân. 75. 75 cần mấy lọ để giảm xuống 60? Có người dùng một lọ đã xuống được 15 cm, đã xuống được 20 cm rồi em yêu ạ. Thật sự đấy là như thế. Nếu như em dùng đúng công thức của chị là một ngày em dùng cho chị 6 lần thì nó sẽ xuống trong một lọ này luôn. Một ngày dùng 6 lần nó sẽ xuống trong một lọ này luôn. Bởi vì một cái lọ này nó dùng được rất lâu mọi người ạ. Mỗi lần bôi ấy mọi người chỉ bôi nửa đốt ngón tay này một vùng thôi là nó đã có thể nóng rất là nó nóng âm rồi, và nó chảy rất là nhiều mồ hôi rồi. Thế nên là mọi người ạ, nó không hề tốn một chút nào hết ạ. Nguyên mấy mẹ con nhà Vi Anh mà mới dùng có 2-3 lọ chứ mấy. Ba mẹ con nhà Vi Anh mới dùng có 3-4 lọ mà ba mẹ con cùng dùng. Vi Anh còn dùng cả tay cả bụng, mèo cũng cả tay cả bụng, mẹ Vi Anh là bụng. Thế cô dùng được lâu mà. Chứ một mình dùng thì lâu lắm. Vi Su, ok Miêu, nhắn tin cho chị địa chỉ và số điện thoại nha. Ở đây chị bán riêng cho mẹ một cái đai bụng ra đây. Đai bụng với đai tay chị bán riêng em Miêu ạ. Ngày càng xinh của em Miêu, em cảm ơn chị Phương.
Chưa mẹ ạ. Ô hôm trước vừa về một đợt thầy. Một đợt mẹ bảo được hay mờ. Hồng Ngân, lâu rồi không thấy chị livestream. Lâu rồi không thấy chị livestream. Ok em. Hôm qua em vừa mới ngồi đề hecta các thứ chị đấy. À, đâu, lâu rồi không thấy chị live skin care. Ừ, dạo này chị toàn đứng ở ngoài này thôi. Em biết vì sao không? Trong cái phòng vệ sinh của chị á, nó bị mất sóng wifi. Mấy lần chị live trong đấy xong rồi nó cứ mờ, xong rồi nó cứ bị đang kết nối. Thế là chị tức quá luôn ý. Nên là mới bỏ live skin care đấy. Nhưng mà chắc là giờ không biết làm thế nào nhở. 3G cũng không được luôn mà wifi không được luôn. Để hôm nào gọi cái ông wifi đến đây xong rồi là skin care bên ngoài cũng được. Skin care bên ngoài phải rửa mặt nữa. Má ơi. Mình mang cái bát ra. Mang chậu ra à? Một cái bát này, bát nhôm này. Nghĩ nó khổ. Sao lại phải mang đi đổ? Ôi trời ơi, cái toilet ngay bên cạnh. Chứ trời ơi. Ok Vi Su nha. Kem tan mỡ sử dụng sao chị? Thoa lên rồi bọc ni lông hả? Còn quần tỏa nhiệt. Em yêu ơi, đầu tiên em sẽ thoa lên nhá. Ví dụ mà em lấy nửa đốt ngón tay này em chấm ra các vùng này. Cho em xoa mặt trước này, em lại lấy nửa đốt ngón tay em xoa ra mặt sau này. Ví dụ em dùng tay thì em lại chấm này. Cũng nửa đốt ngón tay nhá, lại chấm này, xoa cả tay này. Nhớ chấm cả xuống dưới nhá, xoa cả tay này. Bên này cũng thế này. Sau đấy em quấn ni lông xong mặc quần tỏa nhiệt ra ngoài. Còn nếu như tay thì em mặc nịt tay vào. Ship cho mình một bộ hoa bỉ ngạn tình yêu ơi. Tình yêu lấy tan mỡ với đai à? Hay là tình yêu lấy gì hoa bỉ ngạn? Áo gen định hình. Áo gen tay đúng không em yêu? Áo gen tay đây, con yêu lấy mẹ cái áo gen tay. Nóng quá. Thề lấy tan mỡ xong. Sao con cứ ném rồi. Đây áo gen tay đây tình yêu ơi. Áo gen tay là 780.000 nha. 780.000, nó nịt cả ở chân ngực luôn. Có cả loại không giữ chân ngực này. Nếu mà mọi người không thích cái loại mà có chân ngực này thì có cả cái loại không giữ chân ngực này. Vì anh đang đặt một cái là không giữ chân ngực để ví dụ mà kiểu mình đi đâu mà mình mặc áo dài tay thôi thì mình vẫn có thể mặc nó ở bên trong. Đấy. Không cài chân ngực nữa. Đấy. Có hai loại đấy, vì anh đang lấy thêm một cái nữa. Hôm nào mặc cho mọi người xem. Nhìn chị như hoa hậu ấy. Eo ơi đùa, vừa ngủ xong mà bảo như hoa hậu. Thật sự mẹ trông như hoa hậu thật mà. Đùa gặp đúng cái thằng rắm mẹ cũng thấy thơm nữa. Cái gì cũng nhất. Được như hoa hậu đã tốt, được con như hoa hậu chị đã chi hoa hậu. Không đâu rồi khi nào mặc gen định hình ạ? À? Em yêu ơi, mặc quần xong rồi em bắt đầu mặc gen định hình bọc ra ngoài luôn. Còn nếu như mà em không muốn làm như thế thì em có thể kệ nó, em chỉ mặc quần quần tỏa nhiệt thôi. Xong đến đêm em cởi bỏ hết ra đi rồi em cài gen vào. Đấy, nó là như thế. Chị cũng tùy hứng lắm. Có những hôm mà chị chỉ mặc gen không này, không quấn tan mỡ đi ngủ. Nhưng có những hôm quấn tan mỡ đi ngủ với mặc quần chứ không nịt. Đấy, nhưng mà nói chung là chị nịt cái này nhiều hơn, rất nhiều. Cả nịt cái này nhiều hơn thì bởi vì là chị nghĩ cái đường eo của chị nó mới siết vào như này. Nó mới có cái đường cong như này, chị thích thế. Ok hoa bỉ ngạn cho chị đấy. Ok em yêu, tí chị inbox cho em yêu nha. Người em đẹp mà. Người em bây giờ không khác gì thề luôn là cứ gầy là đẹp anh ạ. Cứ gầy là đẹp, gầy là auto đẹp. Đai nịt bụng. Yêu ơi, đai nịt bụng là 680.000 yêu ạ. 680.000 cực kỳ mềm luôn và có lỗ thông khí này. Mọi người nhìn thấy lỗ thông khí không? Mọi người nhìn thấy không? Thế nên là nó rất thoáng luôn, có cái lỗ thông khí nó rất là thoáng luôn và nó rất là mềm, nó không bị cứng như những cái loại trước Vi Anh đeo. Không hiểu kiểu gì hôm qua đứng tan bôi tan mỡ mà có một con muỗi nó đốt được mình. Xị nhỉ. Không hiểu kiểu gì mà nó lại có thể nhân tiện nó đốt mình như thế được. Xấu tính đã không được ai đốt rồi là còn bị muỗi đốt chứ. Đó. Ly Vũ. Mẹ ơi, nó chui vào cái lỗ thông khí này. Không phải đâu, lúc đấy là mẹ chưa cài thì nó đậu, chắc nó đậu vô đây luôn.
Chị Ly Vũ ơi, chị bôi đi. Một ngày chị bôi mấy lần chị yêu? Chị vừa mới nhận được à? Không, mẹ cứ bây giờ đi xong ăn luôn. Chị yêu ơi, một ngày chị cái gì nhở? Một ngày chị dùng mấy lần? Đúng rồi. Đấy, em hay bị quên lắm. Hoa hậu này mà đi thi hoa hậu vấp, đứng trả lời ứng xử chắc là vấp mất. Hay là em hay quên lắm. Cho em bí quyết thực đơn một ngày của chị. Em yêu ơi, sáng chị sẽ ăn những cái sản phẩm nó thiên về dinh dưỡng, nhiều dinh dưỡng. Ví dụ như em có thể ăn một quả trứng, hoặc là ăn dưa chuột, rau. Sau đấy buổi trưa em ăn thoải mái. Nhưng thoải mái không phải, thoải mái ở đây là thoải mái món gì cũng được, chứ không phải là em ăn gọi là em ăn 4 suất cũng được, hiểu không? Em cứ ăn, buổi trưa em cứ ăn, nhưng mà em ăn món gì cũng được này, nhưng mà em ăn một khẩu phần vừa phải thôi, đừng cố, đừng thêm. Đó, xong rồi tối lại ăn dinh dưỡng. Đây này, cái hộp dinh dưỡng của chị này. Đây, hộp dinh dưỡng của Vi Anh đây. Khi mà mọi người mua giảm cân của Vi Anh thì Vi Anh sẽ tặng mọi người 30 bữa. 30 bữa là ăn trong một tháng nhá. Đây này. Đấy, nhưng mà ăn cái này ngon. Mà cực kỳ là tốt cho sức khỏe, cũng như là tốt cho trí óc. Và đầy đủ chất dinh dưỡng luôn, mà không béo. Đấy. Ai mà ăn cái này đố béo được ấy. Buổi trưa ăn thoải mái, buổi trưa ăn món gì cũng được, lúc nào. Mà nhá, thề với mọi người luôn, khi mà ăn uống như thế nhá, mọi người sẽ cảm thấy là ôi, cái bữa trưa này nó thật là đáng giá. Nó thật sự luôn là mình rất trân trọng cái bữa trưa này. Bởi vì bữa trưa này là cái bữa trưa mà mình khao khát, thèm muốn nhất ở trong ngày. Và khi mình ăn nhá, mình cảm nhận được độ ngon này, xong rồi mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy sung sướng cuộc đời. Đấy, thì nó mới đáng ý, nó mới đáng giá. Cái bữa ăn nó mới đáng giá. Cái bữa ăn nó mới đáng giá. Còn bình thường á, cái hội béo á, ăn như kiểu ăn thúng đổ nia, đúng không mẹ? Ăn đổ đình đổ chùa, đúng không? Đấy, thì thật sự là cái bữa ăn nó được xảy ra quá nhiều, mình không cảm thấy trân trọng và mình cũng không cảm thấy là nó đáng giá. Đây, ví dụ mình ăn uống như này, đến khi mình được ăn nhá, đến khi mình được ăn, mình sẽ cảm thấy là cái bữa này rất là đáng trân trọng và mình thật sự biết ơn vì mình đang được ăn những cái món mà mình yêu thích và mình đang được ăn rất là ngon, mình phê. Đấy, nó sẽ là như thế. Một ngày thoa kem tan mỡ bao nhiêu lần ạ? Một lần thoa vậy bọc thì bao nhiêu phút? Em yêu ơi, một ngày em sẽ thoa cho chị khoảng tầm ít nhất là 3 lần cho chị. Ít nhất, đấy là ít nhất. Còn nếu em làm được đúng công thức 6 lần một ngày thì chị chúc mừng em, bởi vì em sẽ siêu gầy. Em sẽ giảm siêu nhanh luôn, chị thề với em luôn. Và mỗi lần như thế thì cách nhau 2 tiếng. Em bọc ni lông, em cứ bọc ni lông đi. Bao giờ đến lần sau, đến lần bôi sau thì em cởi ra. Còn nếu như em khó chịu quá thì em cởi ra. Còn như chị thì chị lười lắm. Đến lần bôi sau chị mới bắt đầu gọi là cởi ra để chị quấn lớp mới cơ. Lười lắm. Tan mỡ 350.000 thôi nha tình yêu. Tan mỡ 350.000 sẽ được tặng một quần tỏa nhiệt. Và được tặng một dây. Ăn cơm. Và được tặng một dây. Một dây đo như thế này. Ở ngay trong cái hộp này nhá mọi người nhá. Ở ngay trong cái hộp đựng cái tan mỡ này. Thì khi mà mọi người mua về ấy, thì mọi người mở hộp ra, mọi người đổ cái hộp đấy ra nhá. Đừng vứt hộp vào thùng rác. Rất là nhiều người bảo Vi Anh, chị ơi em không thấy được tặng dây đai. Nhưng mà mọi người mở cái hộp đấy ra, mọi người chỉ nhấc đúng cái này ra thôi. Mọi người không nhìn ở bên trong còn gì hay không. Thế nên là rất nhiều người vứt cái hộp đi mất rồi. Tiếc ghê. Tiếc thật luôn ý mọi người ạ. Nên là mọi người nhá, khi mà mọi người nhận được ý, thì mọi người nhớ để ý ở trong cái hộp này nó sẽ có một cái dây. Một cái dây để đo. Tan mỡ 350.000 nha em yêu ơi. 350.000 tặng một dây đo và tặng một quần tỏa nhiệt. Quần tỏa nhiệt đấy thì kể cả lúc mà mọi người không dùng cái tan mỡ, mọi người cũng cứ mặc cái quần đấy ở bên trong cho Vi Anh. Bởi vì nó là quần tỏa nhiệt, thế nên nó sẽ chảy rất nhiều mồ hôi cho mọi người. Còn đâu đã mua tan mỡ thì bắt buộc phải quấn ni lông. Tại sao phải quấn ni lông? Vi Anh chia sẻ cho mọi người biết, khi quấn ni lông á thì nó gặp cái chất kem đó. Ni lông gặp cái chất kem đó, nó khiến cho lỗ chân lông của mình mở ra. Kiên Giang ship được em yêu. Đó, ship được 63 tỉnh thành rồi nha em yêu.
khiến cho lỗ chân lông của mình nó nổ ra và nó đưa những cái kem đó đi xuống phía dưới, đi xuống sâu lỗ chân lông và đến các lớp mỡ thì nó mới có thể nóng âm và nó chảy ra được nhá mọi người nhá. Đấy là lý do vì sao phải có ni lông, bởi vì ni lông là chất dẫn khiến cho nở lỗ chân lông ra và đưa sâu xuống thì mới có thể đưa vào lớp mỡ để chảy ra được. Chứ không thì nó chỉ là nóng trên bề mặt da thôi, và nếu nóng trên bề mặt da thôi thì nó sẽ không hiệu quả mọi người ạ. Đấy, nó là như thế. Thế nên là cái việc mà quấn ni lông là bắt buộc, nếu không quấn ni lông thà người đừng dùng, bởi vì nếu không thì nó sẽ không có tác dụng gì hết, nó không đưa được kem xuống dưới lỗ chân lông thì nó không có tác dụng gì hết. Nó chỉ nóng trên bề mặt da thôi thì nó cũng không có một cái tác dụng gì cả. Nó không có tác dụng gì cả. Riêng cái kem này của Vi Anh là như thế, và đặc biệt là kem này của Vi Anh là không cần massage. Không cần massage như những loại kem khác. Cứ bôi thôi, bôi rồi quấn ni lông thôi. À, kem nó tự đưa xuống. Mọi người công nhận là rất nhiều loại tan mỡ mọi người thấy là cứ phải đứng phải massage như này đúng không? Bảo phải massage như này thì kem mới thẩm thấu đúng không nào? Đúng không nào? Nhưng mà của Vi Anh không phải. Của Vi Anh thì sẽ nhờ cái ni lông để đưa xuống sâu lỗ chân lông và thải mỡ ra. Em ở nhà đấy, không hiểu nó đốt em lúc nào luôn anh ạ. Mà cái con muỗi này nó rất độc luôn này. Không phải con muỗi. Con gì ta? Con bị nhiều chóc, con bị đốt thôi, chứ không phải con muỗi đâu. Nhà mình làm gì có muỗi. Không có một ai đã, không có một ai đốt rồi lại còn bị muỗi đốt. Cày. Không ai bị cả. Không hiểu đây là con gì, nhưng con thấy con này nó rất là dữ. Tại vì chỗ này nó không chỉ ngứa đâu mà nó còn rát cơ. Em không hiểu con gì luôn. Dị thật. Con yêu à? Ừ. Con yêu đốt à? Con yêu nó đốt làm sao đùa? Khó chịu cực, bây giờ nó đang dày lên ý. Tức cái lồng ngực. Nghi lắm. Anh ăn cơm chưa? Em chuẩn bị ăn cơm đây này. Nói chung là ấy, mọi người mà mua tan mỡ của Vi Anh thì mọi người cứ dùng đúng như Vi Anh hướng dẫn mọi người ạ, mọi người đừng sáng tạo, mọi người đừng thêm nhiều. Có nhiều bạn ấy, Vi Anh bảo là được bôi đúng nửa đốt ngón tay thôi, lại cứ bôi rất là nhiều. Sao bảo là em bôi nửa đốt ngón tay em không thấy nóng. Xong rồi Vi Anh bảo là nó không phải là nó nóng trên bề mặt da, mà là em cứ quấn ni lông vào đi, nó sẽ nổ lỗ chân lông và nó nóng âm, nó chảy âm, miễn sao là chảy được nhiều mồ hôi là được gì. Và đúng là chảy rất nhiều mồ hôi nhưng mà em không thấy nóng. Em cứ tưởng như thế nó không hiệu quả, nhưng mà không, đừng vì cái cảm giác mà nóng trên bề mặt da. Nóng trên bề mặt da thì nó sẽ gây nó chẳng có tác vì em anh thấy nóng trên bề mặt da nó chẳng có tác dụng gì, nó cũng chả giúp giải chảy mỡ gì cả, nóng hết cả người mà nó khó chịu thật. Sáng dậy chưa đánh răng, bôi cái nước bọt của mình vào ấy, mấy hôm là tịt. Em xin anh đấy. Khắm lầm lặm lên à. Mẹ ơi, mẹ lấy giúp con cái quần tỏa nhiệt trong phòng của con đúng không? Con để trên giường hay là ở dưới bên cạnh giường hay sao ấy. Đây chị cho em yêu xem. Đêm nào chị đi ngủ chị cũng mặc, nhưng sáng dậy chị lại cởi. Thế cứ sáng dậy là chị lại kiểu cởi bỏ hết ra đi. Đấy, kiểu thế. Cởi bỏ hết ra đi. Mẹ thấy không? Rồi. Cởi bỏ hết ra đi này, xong rồi ăn xong mới bắt đầu lại mặc lại. Kiểu thế. Đây. Đi ra đây. Quần tỏa nhiệt đây tình yêu ơi. Đây. Nó như là một cái quần đùi ấy, một cái quần đùi mặc ở bên trong để mình có thể mặc váy, mặc vùng các thứ thoải mái. Đúng không? Mình vẫn có thể mặc váy ngắn được mà, vì cái này nó cũng ngắn mà mọi người. Đây, nó sẽ lên cao như này. Và mọi người đi làm gì mọi người làm, mọi người việc của mọi người làm, mọi người cứ làm. Việc nó ở bên trong nó chảy nhiều mồ hôi nó cứ chảy. Đấy kiểu thế. À em bị đây. Em làm ngực hỏng chị ạ, được lần thứ tư em bị một bên cao và một bên thấp. Thế nên là em phải cân chỉnh bằng nhau ở đây này. Thế nó có hai cái nốt này này. Lần thứ năm nó phải thế. Bố tao tàn thế cho ngày xưa hết. Em anh ơi khắm lắm anh ạ. Đây em yêu nhá. Mua kem tan mỡ tặng quần. Mua kem tan mỡ này chị tặng quần nè, tặng quần siêu siêu chảy mỡ này.
Mà cái quần này nó chảy nhiều lắm mọi người ạ. Với cả một cái dây đo này để mọi người theo dõi kỹ được. Mọi người quan trọng nhất là mọi người phải theo dõi kỹ được đúng không? Theo dõi kỹ được số đo đúng không nào? Thế nên là trước khi mà mọi người dùng, mọi người đo luôn giúp Vi Anh và mọi người ghi lại cho Vi Anh. Sau khi mọi người ghi lại xong 7 ngày sau mọi người đo, mọi người dùng. Mọi người dùng xong 7 ngày sau mọi người đo lại thì mọi người mới theo dõi được, dõi được rõ cái con số của mọi người. Theo dõi được rõ cái con số của mình chứ tầm này á, cứ chỉ có những con số nó mới nói lên tất cả thôi. Là gì? Chỉ có những cái con số nó mới nói lên tất cả thôi chứ không tầm này không có kiểu áng áng với cả ước chừng với cả thấy nhỏ đi nhưng mà không biết là số bao nhiêu nữa đâu. Thế nên là tặng luôn mọi người một cái dây này nhá. Thay cho màng đai luôn. Không. Màng đai em vẫn phải đeo. Màng bọc em vẫn phải đeo và em ủ cái này ở ngoài. Còn nếu như bình thường em không bôi tan mỡ ấy, thì em mặc cái này không có chị. Hiểu ý chị không? Không hiểu gì. Không thay cái gì hết cả. Nếu như bình thường em không đeo ấy thì em mặc cái này. Em cũng bôi tan mỡ thì em mặc cái này cho chị. Em ăn cháo cùng với bà không? Em mặc cái này cho chị. Là ok. Ví dụ nhá, các chị em đi làm ban ngày đúng không? Rất nhiều các chị em bảo đi làm ban ngày em không thể dùng được đúng không? Thì em về em chỉ dùng được buổi tối. Thế thì ban ngày mọi người chỉ cần đeo, mặc cái này cho Vi Anh thôi. Mặc đi làm luôn ý mọi người. Mọi người mặc cái này đi làm, ngồi làm cho Vi Anh. Cái quần này nó rất là mềm và nó rất là mỏng nhưng nó lại chảy rất là nhiều mỡ. Thì các chị em cứ mặc cái này cho Vi Anh đi làm nguyên cả một ngày. Ok, không vấn đề gì hết. Về nhà rồi mọi người dùng tan mỡ. Cực kỳ là hiệu quả. Kem 350.000 nha tình yêu. Chúc em béo giờ dáng đẹp quá. Kem hiệu quả, em cảm ơn nhiều. Trước đấy là em cũng đã dùng một liệu trình tan mỡ rồi, người cũng đã nhỏ rồi. Xong là em nhưng mà nó chưa được, nó không thể nhỏ được như này. Và tay vẫn còn, tay không thể thon được như này. Thế bắt đầu em dùng tan mỡ này nó bắt đầu xuống được như vậy. Bắt đầu là xuống được như vậy. Kem 350.000 nha. Anna cong cớn. Tình yêu ơi, tình yêu mua tình yêu đặt hàng khi nào đó. Đây hai phát quà tặng đây. Thế thần thánh luôn. Thần thánh luôn. Mọi người mà không mua cái này thật sự em phải quá phí, các chị em bụng to bụng tủng các thứ quá phí bởi vì nó quá hiệu quả ấy, thật. Chưa bao giờ em nghĩ nó có thể xuống cm nhanh được như thế luôn. Em còn không ngờ ấy, chứ không phải là mọi người đâu. Đến khi mà em đo em còn bất ngờ. Đến bây giờ em vẫn mặc luôn. À đây cắt này này. Hiệu quả lắm. Để di chuyển ra đây. Ngồi ăn trưa mọi người ạ. Mọi người đã ăn gì chưa? Ôi, xong rồi. Xong rồi. Cho con lấy cái gì? Đây được rồi. Nhưng mà con ăn được không mẹ? Ồ, ngon lắm. Tại vì con biết sao cái kia con bóc ra xong à? Hôm đấy cũng luộc luôn. Cho em cho một bộ ạ. Ok tình yêu, tình yêu inbox cho Vi Anh đi. Vi Anh sẽ gửi cho tình yêu. Đây này mọi người này. Ôi. Hôm qua em bị mọc hai con mụn. Em ơi, con này nó nặng quá trời này. Thế nên là em phải bôi sake đấy mọi người. Trời ơi cái con này cay ghê. Đây nữa này. Tức cái lồng ngực ghê. Mọi người ăn gì chưa? Ok Nguyễn Thanh Thanh nhá. Nguyễn Thanh Thanh inbox với anh nhá. Mọi người đã ăn gì chưa mọi người? Cho sống thấp hơn. Ở nhà suốt này làm sao được có người yêu được nhờ mọi người nhờ. Ngon không con? Bánh ngon không? Hôm nay Vi Anh sẽ ăn bánh tẻ. À, mẹ ơi mẹ, cẩn thận bỏng tay, bỏng tay, bỏng tay. Ok con yêu. Kiếp sợ thật đấy. Chào con. Mẹ ăn đậu trước đi, đợi tí đậu mẹ nha. Hôm nào cũng muốn có người yêu chứ ạ? Hôm nào cũng luôn. Hôm nào cũng muốn có người yêu. Thế chị biết tại sao giờ em muốn có người yêu như thế không? Bởi vì em chỉ muốn có một ai đó nó thẩm cái body của em đi.
Thật luôn. Nó chỉ đơn giản thế thôi, tại vì á, ngon như này, ngon như này không thể nào mà để phí như thế được đúng không? Gầy như này bao nhiêu công sức khổ sở mới gầy được như này. Không khác gì. Đúng là để đứa con mát lòng mát dạ chị ạ. Đều lắm. Chị đánh giấm nó cũng khen thơm. Đúng để mẹ đánh giấm không thấy rồi. Như không khí trong lành của cây xanh. Nó còn hít lấy để mọi người ạ, buồn cười lắm. Ờ, như không khí trong lành của cây xanh. Đấy chị ạ, à, thế nên là phải có người yêu đi để còn thẩm chứ. Bây giờ mất bao nhiêu công để có thể gầy gò một cách xinh xắn, ngon nghẻ như thế này. Cuối cùng chốt lại không một ai thẩm. Không một ai thẩm. Em cũng không được thẩm ai thì em cảm thấy là quá lãng phí. Thế nên là mới vội có người yêu đấy chị ạ. À, vội lắm rồi. Yêu đương thật sự để thẩm nhau một tí. Mẹ ơi, mẹ bắp đi, nó đỡ nóng hơn rồi đấy. Mẹ đợi bà về xuống bắp cho mẹ. Tới người đi ở ngoài này có một đô rồi. Thật bà mà Mi Tu bánh tẻ. Tô Lục Anh Mi Tu. Chị Tô Lục Anh giảm được bao nhiêu cm rồi? Vịt xuống ăn cơm mà mãi vẫn chưa xuống. Con trai đáng yêu lắm luôn đi ạ. Yêu mẹ. Yêu lắm. Hôm nay con vào tắm đi nhá. Con bắt đầu hôi rồi. Vâng ạ, ok con yêu. Ngày mai ý thì cũng tắm nốt à? Ừ, mẹ nghĩ con ngày nào cũng nên tắm. Thật đấy. Đáng yêu lắm ạ. Nó lì lo cả ngày. Mà nó chỉ nói những câu làm mình sướng thôi ạ. Khéo mồm sau gái say như điếu đổ. Mẹ thỏ tha hồ mà chọn con dâu. Nhưng mà Tony không, Tony yêu ai, Tony yêu một người thôi. Nếu mà con thích người khác đi thì con bảo chia tay hẳn hoi. Thích người khác là chia tay hẳn hoi à? Ừ. Chứ không phải là cứ yêu hai người đâu. Đúng không? Ê, ngồi cạnh Tony mới biết em trắng mọi người ạ. Nhờ. Trông hai mẹ con hai tông da luôn. Con da đen. Con không phải là đen, con cũng trắng nhưng mà không bằng mẹ. Nhìn con đang làm gì đấy mèo? Chương trình của anh da đen mà lại thành mèo ơi. Mà anh da nâu con lại đến. Mẹ bắp cho con với luôn nha. Ô hay. Hôm qua em bóp môi chảy bé bết máu luôn mọi người ạ. Ôm yêu mẹ, ôm yêu mẹ. Eo ơi, bảo vịt xuống đi, bật phim 2 ngày rồi mẹ không được xem. Thôi mọi người à, mọi người ơi, mọi người ăn uống đi nhá. Em ngồi ăn uống đây, hôm nay trông đồ ăn ngon quá đây. Bánh tẻ rồi là ngan, rồi là bún đậu, rồi là mắm rau cơm. Rau rét, rồi là ráo. Rồi là thịt. Rồi là cháo, rồi là thịt. Ôi, bỏng quá. Rồi là rau, rồi là xì dầu, rồi là ăn nóng nó ngon. Tương ớt. Mắm tép. Ngon, nó ngon. Nó đã gì đâu. Nào là đường ớt chè su. Nào là Tony. Nào là ăn thịt Tony. Ừ. Rau ở đấy quả quất. Mẹ trêu con đấy. Mẹ yêu con này à, mẹ trêu con đấy. Con có vui vì điều đó không? Con vui nhức nách luôn. Con vui nhức nách luôn à? Con thấy giấm mẹ thơm, mẹ thấy con hôi. Trời ơi, khổ thân em dai. Không chị ạ. Tony mà khen Tony thơm, nếu mà em mà khen Tony thơm thì chắc là gọi là 7-7-4-9 ngày nữa không Tony không tắm. Thiệt tình. Tony sẽ bảo là vẫn thơm mà. Mẹ bảo vẫn thơm mà. Là toang. Là toang thật luôn. Nhờ đúng con không? Nhờ. Nên là tí con vô tắm đi nhá.
Mọi người hỏi Lan Anh ở đây, Lan Anh đây. Quay. Lan Anh đang vừa ngủ. Đây. Xinh xắn. Thiên thần luôn. Ôi giời ơi. Này con ơi con. Xấu quá. Bác con đâu? Đây, bà Bella ơi. Đây. Ôi giời ơi. Đùa. Nào con. Mọi người cứ hỏi ý. Thì phải điểm danh đầy đủ cho một cái live stream. Toàn mặt, những khuôn mặt vẫn chưa gì. Vẫn chưa skin care các thứ, các thứ. Chưa make up. Lười lắm, nhà dạo này nhà em bị lười. Dậy cái lao vào bếp. Ăn với uống suốt thôi ngày. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ăn uống buổi trưa đi. Mọi người cũng ăn đi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Mọi người ăn uống đi. Xong rồi mọi chào người ấy đi. Chào các cô, các chú. À nhưng từ từ bà, em cho mọi bà, người các... Nhà mình không phải lười mà là giờ giấc sinh hoạt linh tinh thôi. Không ai lười đấy. Anh buổi sáng ngủ gì cũng biết là ngồi kèm cháu học kiểu gì. Một lúc sau đã thấy ngủ gật. 7 giờ sáng gì như một người mẹ. Đây mọi người ơi, 7 giờ sáng nào cũng phải như một người mẹ. Mẹ ơi không có cái thìa nào. Mẹ ơi em gọi vịt đi. Cho con thêm không bánh tẻ. Ôi dồi ôi. Không còn cái thìa nào. Cho con ăn hết đĩa này. Lại bánh tẻ tiếp. Cho con ăn hết đĩa bánh tẻ đi. Là con nữa. Em dạo này bị lợn nhập mọi đi người ạ. À. Mọi người ăn nữa, không phải ăn. Ôi Tony dạo này ăn nhiều cục. Ăn cả khác nữa. Càng ngày tôi đi càng ăn nhiều con lắm ăn mọi đậu người. Rồi, con ăn cái này rồi. Bây giờ em đang phải kìm nó đây này. Thế mới biết là ngày xưa. Mày... Hôm nay quá luôn. Ít món nên con. Mà bánh tẻ là món mẹ ở đâu? Con không đồng ý vậy đâu. Gì như đứa trẻ con. Đây mẹ cũng nhờ nhau là khác ăn ngon không? Những mấy miếng con. Hàng chục cái. Đây. Ăn đùm. Ở thôi, nhà có mọi đứa người. Trẻ con mọi người. Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ, hơi mặn đúng không? Tại vì là tôi nghĩ mẹ biết là nó không thích ăn cái gì. Chấm thêm cái này vào. Con ngấy ăn bún rồi. Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ nha. Làm thì ngon rất là nhiều. Rồi ạ. Cái gì cơ? Cái gì cũng phải dính đến mẹ, từ bye mẹ. Bye.